Chào các bạn, hôm nay mình làm một món ăn dân dã mà nhiều khi mình quên, mình không có để ý tới đó. Đó là món canh khoai mỡ. Khoai mỡ này mình đã mua rồi, mình lấy máy mình xay ra rồi. Hoặc là các bạn có thể lấy cái muỗng á, mình nạo giống như phía dưới nè. Nhưng mà nạo mỏi tay quá, các bạn thấy nó nguyên miếng nè. Mình mới lấy máy mình xay phía trên này luôn, cho nó gọn. Máy xay có chưa tới 2 phút, trong khi nạo nửa tiếng mới được nửa củ à. Đúng là canh khoai mỡ mình ăn với ngò ôm, nhưng mà ngò ôm mình không có, thành ra mình dùng ngò thay thế cũng được, mình có thể cho hành vô cũng được nữa. Lát nữa mình sẽ rang tôm lên cho nó thơm rồi mình bỏ lên trên. Mình cũng có củ hành tím, mình có tỏi, gia vị thì cũng bình thường thôi, chỉ có đường, muối, tiêu với lại bột nêm. Thớt còn sạch mình cắt hành trước nha các bạn ha. Hành này bạn muốn cắt lớn cũng được mà cắt nhỏ cũng được nha, tùy theo sở thích của mình thôi. Ngò thì mình chỉ thái rối ra thôi. Đầu hành lá, lát nữa mình bỏ vô chung mình làm với tôm nha các bạn. Mình làm thêm củ hành hương cho nó thơm. Số lượng hành với tỏi là các bạn điều chỉnh theo khẩu vị với sở thích của mình nha. Mình thì thích ăn nhiều, thành ra mình mới bỏ nhiều thôi. Các bạn có thể bỏ ít hơn một củ tỏi hay củ hành nhỏ cũng được, không có cần phải nhiều như vậy đâu. Còn tôm mình đã lột, mình lấy chỉ của nó ra rồi. Ở dưới này nó có miếng vỏ cứng đó, các bạn nhớ lột ra ngay, nếu không hồi mình ăn đó sẽ làm đau miệng lắm ạ. Tôm mình đập dập ra như vậy chút á, thì lát nữa mình ướp nó thấm ngon hơn là mình để nguyên con tôm. Món này nấu coi vậy chứ mà lẹ lắm, không có lâu. Tôm mình không cần phải ướp gì hết nha các bạn, mình chỉ cho một ít bột nêm vô thôi. Đây là bột nêm nấm đó. Các bạn cho khoảng một muỗng cà phê hay muỗng canh cũng được. Dầu này dầu mình phi hành phi tỏi đó, dầu cũng rất thơm lắm rồi. Các bạn đừng có ướp mặn quá nha, tại vì ướp mặn hồi nó ra nước á, tôm nó dai đó, không có ngon đâu. Mình chỉ ướp sơ sơ vậy thôi. Lát nữa lúc mà mình xào lên á, mình nêm sau. Các bạn cũng không cần phải ướp tiêu bây giờ nha, tại vì ướp tiêu một hồi nó sẽ đen. Nếu mà bạn có tiêu trắng thì cho một chút tiêu trắng vô đây cũng được. Chỉ ướp như vậy thôi. Bây giờ mình qua mình nấu thôi. Bây giờ mình sẽ xào tôm lên trước nha các bạn. Để lát nữa khi mà nồi canh của mình gần xong đó, mình sẽ bỏ tôm lên trên. Mình xào lên thì tôm nó đỏ đẹp hơn là các bạn nấu xong rồi các bạn bỏ tôm sống như vậy không có xào lên. Nó lạnh tới tay run rồi. Mình sẽ phi hành với tỏi. Đây đầu hành trắng đó các bạn. Đầu hành trắng này mình làm với tôm ăn ngon lắm, phi với tôm nó thơm lắm. Khi mà các bạn thấy mùi thơm lên rồi đó, mình cho tôm vô nha. Lúc xào tôm á, mình phải xào với lửa thiệt lớn nha các bạn, nếu không nó sẽ bị dai con tôm á. Khi tôm gần chín á, các bạn cho lửa thiệt nhỏ lại, mình cho một muỗng canh nước mắm vô thôi nha. Bạn nào thích ăn ngọt thì cho một chút đường vô. Mình không có cho đường là lát mình muốn con tôm nó đậm đà đó, nó mặn đó. Chứ còn cho chút xíu đường vô cũng được. Tại vì cái này lát mình cho chung vô nồi canh đó. Rồi bây giờ mình xong mình để qua một bên, mình sẽ nấu khoai.
Bây giờ mình sẽ nấu nước để nấu canh ha, các bạn ha. Đây mình có một ít tôm khô. Mình rửa ngâm với nước nóng rồi. Mình sẽ dùng thêm một ít tôm khô cho nó ngọt nước. Với lại mình cũng sẽ dùng thêm một lon nước súp gà nha các bạn. Không có nước súp gà cũng được. Hoặc là ở nhà mà bạn nấu sẵn nước súp ở nhà đó, thì các bạn dùng một ít vô cho nó ngọt nước thôi. Tại vì thật sự ra đó, tôm này lát nữa mình chỉ bỏ lên trên, thời gian rất là ngắn, không có đủ để cho tôm nó ra nước. Nếu mình để tôm ra nước thì con tôm lại hết ngon. Mình muốn con tôm nó hơi đậm đà thì mình chỉ bỏ lên trên rồi mình lấy ra thôi. Giờ mình sẽ cho vào đây một lon súp gà. Khi dùng mấy lon nước súp này các bạn phải cẩn thận, ngay trong cái lon nước súp này họ có nêm hơi mặn một chút rồi đó. Nhiều khi mình lỡ tay mình nêm mặn nó sẽ thành mặn nồi canh của mình. Bây giờ mình chờ nước sôi, mình sẽ bỏ khoai vô. Có chút xíu bọt thôi à, mình vớt ra nha. Cái này các bạn nấu bằng thịt bằm ăn cũng ngon lắm. Bây giờ mình cho khoai vô. Mình cho 2 muỗng cà phê bột nêm nha các bạn. Bột nêm này là bằng nấm á. Mình cho 2 muỗng cà phê đường. Tạm thời bây giờ mình cho nửa muỗng cà phê muối nữa nha các bạn. Lát nữa mình sẽ nếm lại. Lạt thì mình còn dễ chữa chứ, nó mà mặn là mình thua luôn á. Tại này nồi canh mà. Bây giờ mình sẽ nấu cho tới khi khoai này nó nhừ ra hết. Canh này là khoai nó phải nhừ như là cháo vậy đó. Nếu bạn mua được khoai tím thì ngon hơn nha. Chỗ mình không có khoai tím. Khoai này về đó các bạn lấy cái muỗng mình cạo nó thôi. Hoặc là các bạn cắt vỏ rồi mình lấy con dao mình bào nó. Nhiều cách để bào khoai này lắm. Mà nếu mà lười như mình thì bỏ vô máy xay ra thôi. Các bạn đừng có xay nhuyễn ra nha. Mình xay còn thấy hột hột giống vậy nè. Nó còn thấy. Thì lát nữa mình nấu nó bể ra là vừa. Vậy là chín rồi các bạn. Nó tan hết rồi. Giống như mỡ hết rồi. Ngon lắm. Rất là thơm. Mình có thêm ít tôm khô đó, thành ra nó có cái ngọt của tôm khô trong này nữa. Cái này không ăn cũng là ngon rồi. Không có cần phải có thêm tôm tươi. Nhưng mà tôm tươi mình chỉ làm là thêm. Bạn có cái chọn lựa. Có thể không cho tôm khô, xài dùng tôm tươi thôi. Hoặc là các bạn dùng tôm khô không cũng được nữa. Nhiều chỗ họ còn nêm bằng mắm tôm. Các bạn nêm mắm tôm phải cẩn thận nha, tại mắm tôm mặn á. Nêm đủ thôi. Bây giờ mình nếm lại, xong rồi mình coi mình cần nêm cái gì không. Vừa rồi các bạn, mình chỉ cần cho thêm một chút xíu đường vô, chừng non nửa muỗng cà phê đường thôi. Cho nó hơi đầm xuống một chút. Bây giờ mình cho tôm này là mình vớt ra được rồi đó các bạn. Mình cho chừng 1-2 phút cho tôm này bắt đầu nó ra thêm cái vị của tôm nữa. Lúc nấu nồi canh này đó các bạn đừng có cho tiêu vô nha. Lát nữa mình cho tiêu sau lúc mình ăn á. Tại các bạn cho tiêu vô nó sẽ đen. Nếu mà bạn mua được khoai mỡ tím á, thì nó đẹp lắm nha, nó màu tím. Bây giờ mình sẽ múc ra. Tới giờ ăn rồi. Mấy con tôm này lát nữa mình ăn rất là ngon nha các bạn, nó thấm gia vị mình ướp thành ra rất là ngon. Món này các bạn ăn với tôm rim là đúng điệu luôn á, phải có tôm rim mới ngon. Trong lúc nấu các bạn phải cẩn thận nha, nó có thể nó sát nồi đó, mình phải khuấy, các bạn phải canh chừng, nếu không nó sát nồi nó cháy là hết ngon đi. Rồi bây giờ mình đem qua bàn, thêm dĩa tôm rim nữa là mình ăn được rồi. Rồi mình xong tô canh rồi, mời cả nhà. Mời thiệt chứ không phải mời loại bôi đâu. Đúng ra đó, canh này ăn với ngò ôm, ngoài Bắc gọi là rau ngò đó, với lại rau ngò gai. Nhưng mà mình không có hai thứ đó, mình sẽ bỏ ngò lên với hành. Nếu mà bạn mua được hai loại rau đó thì là đúng hơn. Mình cũng sẽ cho vô một ít tiêu. Thường món này mình ăn với lại tôm rang rất là ngon nha các bạn. Mình cũng đã có sẵn một dĩa đây rồi.
Món này ăn với một chén cơm nóng. Một tô như vậy các bạn ăn chừng một chén cơm thôi, rất là ngon. Nếu mà bạn mua được khoai môn màu tím á, thì nó có cái màu đẹp hơn. Nhưng mà mình thấy hai loại khoai môn ăn cũng đều giống nhau hết à. Nếu mà nhà bạn có hành phi đó, các bạn cho thêm một chút cho nó có mùi thơm nha. Hành phi món nào đi với nó cũng được hết. Tôm thường thường ăn với tỏi cũng được, ăn với hành cũng được. Các bạn cho thêm một ít hành thôi cho thơm. Hành phi nó làm cho mình, nó kích thích cái vị giác á, làm cho mình thấy thèm hơn. Hy vọng các bạn sẽ nấu một tô canh khoai mỡ như vậy để ăn trong mấy ngày lạnh. Và nếu mà các bạn có dịp á, thì làm luôn một dĩa tôm như vậy để đi chung với lại tô canh này. Nếu các bạn thích tô canh khoai mỡ này đó, cho mình xin một cái like và share cho bạn bè cùng xem nha. Nếu bạn có ý kiến gì muốn đóng góp với mình đó, cho mình xin trong phần comment. Chúc các bạn ngon miệng với một tô canh khoai mỡ và nếu có thể thêm một dĩa tôm rim nữa. Cảm ơn các bạn và chào các bạn.